Campuchia đề xuất 5 chiến lược tăng cường hợp tác ASEAN. Châu Âu chưa khuyến cáo tiêm mũi bổ sung vaccine ngừa Covid-19. Thế giới chưa thể đoạn tuyệt với chiếc khẩu trang. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm ngày ASEAN năm nay, ngày 8 tháng 8 năm 1967, ngày 8 tháng 8 năm 2021, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen có bài phát biểu nêu bật cam kết của Campuchia nhằm tăng cường và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng trong khu vực ASEAN vì hạnh phúc của nhân dân. Thủ tướng Hun Sen cho rằng ưu tiên của khối ngay lúc này là bảo đảm thực hiện thỏa đáng những nỗ lực của ASEAN nhằm phục hồi hậu đại dịch Covid-19 một cách linh hoạt hơn, tiếp tục tăng cường thực hiện 5 chiến lược phục hồi toàn diện của ASEAN, bao gồm tăng cường hệ thống y tế, tăng cường an ninh cho con người, mở rộng tiềm năng các thị trường ASEAN và hội nhập kinh tế sâu rộng hơn, thúc đẩy toàn diện công nghệ số hóa thông tin, tiến tới một tương lai bền vững và linh hoạt. Bộ Quốc phòng Afghanistan xác nhận máy bay ném bom B52 của Mỹ đã không kích lực lượng Taliban tại tỉnh Sauzan, miền Bắc nước này. Cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh Taliban đã chiếm được liên tiếp hai thành phố lớn tại khu vực này trong vòng 24 giờ qua. Số liệu sơ bộ cho thấy khoảng 200 tay súng Taliban đã thiệt mạng. Các máy bay B52 của Mỹ đã bay vào Afghanistan từ một căn cứ không quân ở Qatar để tấn công các mục tiêu ở tỉnh Kandahar, Herat và Helmand. Mỹ cũng đã điều động nhiều máy bay tiêm kích tham gia những cuộc tấn công này. Động thái quân sự của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Taliban ngày 7 tháng 8 giành quyền kiểm soát thành phố Semegan của tỉnh Giao Gian. Mới đây, cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu đưa ra thông báo còn quá sớm để khẳng định cần phải tiêm thêm mũi bổ sung vaccine ngừa COVID-19. Trong bối cảnh hai nước đầu tàu khu vực là Đức và Pháp đang lên kế hoạch tiêm mũi thứ ba cho những đối tượng dễ bị tổn thương vào tháng 9 tới. Theo Ủy ban châu Âu, thì các nước thành viên EU có quyền tự đưa ra quyết định về tiêm chủng. Tuy nhiên, việc tiêm mũi bổ sung hay các vấn đề khác cần được quyết định dựa trên bằng chứng khoa học phù hợp với các khuyến nghị y khoa. Hiện Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu đang thảo luận với các nhà sản xuất về kế hoạch thu thập dữ liệu liên quan đến mũi tiêm bổ sung. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng khuyến cáo các nước không nên triển khai tiêm mũi bổ sung cho đến khi tỷ lệ tiêm chủng trên thế giới được mở rộng hơn và những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 của các công ty Sinopharm, Sinovac và AstraZeneca sẽ được tính vào diện đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Singapore. Theo thông báo của Bộ Y tế Singapore đưa ra, trong bối cảnh nước này mở rộng công nhận các loại vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt, Bộ trưởng Y tế Singapore cho biết tiêu chuẩn phê duyệt vaccine của WHO đã được xác minh và công nhận rộng rãi. Trước các loại này, thì Singapore chỉ phê duyệt hai loại vaccine của Pfizer-BioNTech và Moderna sử dụng trong chương trình tiêm chủng quốc gia. Mỹ và các nước châu Âu đang phải trả một cái giá quá đắt khi chính quyền các nước này bỏ quy định đeo khẩu trang. Sự thử nghiệm đối với sức khỏe của chính những người dân những nước này dường như đã thất bại khi số ca nhiễm COVID-19 bùng phát mạnh trong những tuần qua. Một lần nữa, tranh luận về việc đeo hay không đeo khẩu trang lại tiếp tục được đặt ra. Số ca nhiễm COVID-19 mới ở Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 tháng, với hơn 100.000 ca nhiễm khi biến thể Delta tàn phá bang Louisiana và các bang khác. Khuyến cáo đeo khẩu trang ở không gian kín lại được đẩy mạnh, dù trước đó nước này đã bỏ quy định đeo khẩu trang. Các ca mắc do biến thể mới Delta đang tăng lên và thực tế là số người đã tiêm chủng ở Louisiana là không nhiều. Vì vậy, tôi tạm thời khôi phục yêu cầu đeo khẩu trang trên toàn tiểu bang cho tất cả mọi người, cả đã tiêm chủng và chưa tiêm chủng, khi họ ở trong nhà cũng như nơi công cộng. Tuy nhiên, không phải là tất cả các tiểu bang của Mỹ đều đồng nhất quan điểm này. Thống đốc các bang Arizona, Pennsylvania và South Carolina tuyên bố sẽ không áp đặt lại yêu cầu đeo khẩu trang còn chính quyền một số tiểu bang khác cho biết tạm thời sẽ chưa khôi phục lại quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Video này xuất hiện trên mạng xã hội hôm 29 tháng 7, cho thấy khoảng 50 nghị sĩ Cộng hòa không đeo khẩu trang đi sát cạnh nhau cùng tiến về văn phòng thượng viện. Đây là cách các nghị sĩ gây sức ép với lệnh đeo khẩu trang. Trước đó, nghị sĩ Chip Roy còn đề nghị đóng cửa hại viện Mỹ như là một động thái phản đối quy định mới về đeo khẩu trang. Nhận định về điều này, chuyên gia trưởng y tế công cộng thuộc Đại học Hồng Kông Trung Quốc cho rằng chia rẽ về quan điểm đeo khẩu trang có thể vẫn tồn tại. Tại các nước phương Tây, nhiều người đánh đồng quy định đeo khẩu trang với vi phạm quyền riêng tư. Tại châu Á, đặc biệt ở Hồng Kông, Trung Quốc, đeo khẩu trang đơn giản được xem như hành động an toàn và thận trọng, tương tự như rửa tay và tránh tiếp xúc với người khác nếu đã nhiễm bệnh. Tại Hàn Quốc, hồi tháng 6, nước này thông báo người dân đã tiêm chủng ít nhất một liều sẽ sớm được phép ra ngoài không cần đeo khẩu trang. Thế nhưng trước khi quy định này có hiệu lực, nó đã bị hủy bỏ ở Seoul và các vùng lân cận. Ở một số nước như Pháp và Australia, các quy định đeo khẩu trang của địa phương đã trở lại vào mùa hè này. Tôi cảm thấy đã chuẩn bị tốt và ít nhất, chúng tôi đã làm tất cả những gì để chống dịch như xét nghiệm nhanh tại nhà, đeo khẩu trang. Chúng tôi đã làm điều này trong nhiều tháng và có thể thấy mọi thứ đang đi đúng hướng. Mặc dù chưa có nhiều bằng chứng khoa học cho rằng khẩu trang là chìa khóa vạn năng chống lại COVID-19, nhưng rất nhiều người tin rằng đây là công cụ quan trọng cùng với tiêm chủng, khẩu trang được xem như một yếu tố làm nên thành công kiểm soát dịch ở một số quốc gia. Đền Taj Mahal, một trong những biểu tượng kiến trúc Ấn Độ, hiện đang đứng trước nguy cơ bị tàn phá do tình trạng ô nhiễm môi trường nặng nề tại thủ đô New Delhi. Theo các nhà môi trường, nước ô nhiễm từ thủ đô New Delhi của Ấn Độ chảy xuống hạ lưu mang theo các hóa chất công nghiệp độc hại, tảo và các loại nước thải khác đổ vào sông Yamuna trước đền Taj Mahal. Điều này đang khiến màu của kiến trúc này bị thay đổi và có nguy cơ gây hư hại vĩnh viễn kiến trúc lịch sử này. Ngoài ô nhiễm nguồn nước, tình trạng ô nhiễm không khí cùng với mật độ khí carbon đậm đặc cũng làm ảnh hưởng đến màu trắng nguyên bản của tòa kiến trúc từ thế kỷ 17 này. Thảo nguyên Magistau ở Kazakhstan giờ không còn những bãi cỏ xanh mướt mát như người ta vẫn nghĩ. Thay vào đó, nơi đây đầy xác và xương của những con ngựa chết nằm rải rác trên các bãi đất khô cằn. Những con ngựa còn sống cũng chẳng có gì để ăn, chỉ còn da bọc xương. Hạn hán nghiêm trọng đang khiến cho các loài động vật ở đây chết dần và đe dọa sinh kế của hàng trăm nông dân. Một số hộ đã phải xé bìa các tông ướt làm thức ăn cho ngựa, thậm chí thả dây từ mái nhà xuống buộc giữ những con ngựa không thể đứng vững nổi vì đói khát. Toàn khu vực Magistau bị chết hơn 1.000 con ngựa, cừu và gia súc. Khoảng 5.000 khách du lịch và người dân ở Tây Nam Hy Lạp đã phải sơ tán khẩn cấp trong ngày 7 tháng 8 vì cháy rừng. Thủ đô Athens của Hy Lạp cũng bị bao phủ trong đám mây khói và cho bụi dày đặc do các đám cháy rừng ở nhiều vùng lân cận. Phía bắc Athens, đám cháy lớn đã thiêu dụi một vùng rừng thông rộng lớn, buộc người dân sinh sống gần đó phải sơ tán ngay trong đêm. Đã xác định được ít nhất hai người thiệt mạng, Dự báo các đám cháy sẽ tiếp diễn vì gió mạnh và nhiệt độ cao ở nhiều nơi. Sự kiện thể thao được mong chờ nhất năm nay, Olympic Tokyo 2020 là một trong những thế vận hội đặc biệt nhất lịch sử khi mà các vận động viên ra sân mà không có khán giả cổ vũ. Tuy nhiên thay vào đó thì các fan hâm mộ của họ tại quê nhà vẫn luôn dõi theo và cổ vũ trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 rất nghiêm ngặt. hình ảnh này hoàn toàn trái ngược giữa hai kỳ thế vận hội. Năm 2012, mọi người ho hét và cổ vũ mà không đeo khẩu trang. Còn năm nay thì hoàn toàn khác. Những cuộc tụ tập đông đảo người hâm mộ cổ vũ trong Thế vận hội London 2012 giờ được thay thế bằng những con phố vắng lặng tại Seoul. Hàng quán đóng cửa, bàn ghế chống trải do giãn cách. Hiện đã qua 6 giờ tối, không quá hai người được phép tụ tập trong nội đô. Điều này đồng nghĩa với việc không thể tổ chức các cuộc cổ vũ Thế vận hội như mọi khi. số lượng khách hàng đã giảm một phần mười so với các mùa trước là một điều đáng buồn đối với các chủ kinh doanh nhà hàng, quán ăn. Với quy định chỉ hai người ngồi một bàn như hiện nay thì khách hàng đến quán cũng không có nhu cầu của Vũ. Họ đơn thuần chỉ nói chuyện và ăn uống nhẹ nhàng. Chúng tôi nghĩ ưu tiên hàng đầu hiện nay là chống dịch và tuân thủ mọi quy tắc để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Do đó, việc đến quán cũng diễn ra rất nhanh tốt nhất vẫn là cổ vũ thế vận hội tại nhà. Qua Internet và mạng xã hội, người ta được biết người dân vẫn luôn theo dõi mọi diễn biến tại Olympic Tokyo 2020, luôn cổ vũ nhiệt tình cho các vận động viên, nhưng không khí tại các đường phố thì vắng lặng. Điều này quả là kỳ lạ. Quay trở lại năm 2012, tòa thị chính Seoul dường như không ngủ khi tuyển bóng đá quốc gia thi đấu. Thực tế này càng cho thấy sự tàn khốc của đại dịch việc cổ vũ trong im lặng của người dân Hàn Quốc cho thấy thế giới cần nỗ lực hơn trong cuộc chiến chống Covid-19 để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.